Xin chào quý vị anh chị của chú, quay trở lại kênh của Việt Phú. Cái đầu xuân năm mới xin gửi tới quý vị anh chị của chú lời chúc sức khỏe gia đình. Đó là một năm mới suôn sẻ và mạnh khỏe. Thì trước mắt quý vị anh chị của chú là khá là nhiều món đồ. Em thì đang trong quá trình đóng hàng chỗ chuyển hàng đầu xuân. Thì rất là vui hôm nay thì được ngồi vừa nghe nhạc xuân vừa được đóng hàng quay video gửi tới quý vị anh chị của chú những cái món đồ. Trước mặt quý vị anh chị của chú là một cái lô đồng hồ bãi mà em mới sưu tầm được của một số anh em làm bên bãi. Hàng này là bãi thật, bãi chính chính hiệu luôn, chứ không phải là hàng lượm nhặt ở các cái cửa hàng đồ cũ, vì số lượng hàng như này mà lượm nhặt ở cửa hàng đồ cũ là hầu như là không có quý vị anh chị của chú nhé. Thì rất nhiều đồng hồ đang hoạt động bình thường, cũng có hết pin cũng có, và đây là đa số là made in Japan hết, và một vài cái món nó ok hơn. Điều đầu tiên trước mặt quý vị anh chị chú là một cái đồng hồ Citizen Eco Driver, nghĩa là nó đã chạy bằng cái năng lượng mặt trời. Thì khi mà em sưu tầm về thì nó đã trong hiện trạng là dừng tim đập. Đây con số 1 cho quý vị anh chị của chú nhé. Em đánh số từ 1 đến 10, đây có 10 con. Thì để tí quý vị anh chị của chú có tiện ứng con nào thì cần bỏ con số mấy ra là em sẽ biết được. Con này thì ví dụ là con này là Eco Driver Radio Control nhé, Titanium. Thì cái mặt kính mặt Titanium mặt trong á, và cái Eco Driver thì chạy bằng năng lượng mặt trời của Citizen, tự động điều chỉnh giờ theo cái sóng radio. Thì ở Nhật thôi chứ Việt Nam mình thì không có. Và phía sau của nó là thông tin đồng hồ Citizen, vẫn đang trong tình trạng khá là dính bụi bặm, với em chưa vệ sinh được hết. Made in Japan này, Citizen này, Eco Driver và như đây Atesa này. Đây thì có thông số của máy. Thông số của máy là 454308 và chống nước 100 m GN 4 kép nha quý vị nhé, Made in Japan. Làm từ bằng hợp kim thép không gỉ. Thì cái sản phẩm này có kích thước cái mặt radio. Cái này khá nhỏ nên phù hợp với một số tay của một số anh chị em nhỏ và đa số chị em. 36 mm quý vị nhé, 36 mm. Đồng hồ vẫn hoạt động bình thường nha quý vị nhé. Về em sẽ làm lại qua một lượt côn nữa, thì đánh qua lượt côn ấy, thì nó sẽ là rất ok luôn. Dài 9 mm và về rộng của cái mặt radio này là 36 mm, còn kể cả cái mặt núm to này nó khoảng tầm 40 39 mm nha quý vị nhé. Đây là số 1. Con số 2 thì cũng tương tự như thế, con thứ hai cũng là một cái của Atessa, dành cho nữ 35 mm, và tròn và kể cả đến đúng là 439 mm. Thì thông số hai con này là như nhau, Eco Driver Made in Japan và trọng nước là 13. Đấy, có thông số máy và thông số phía sau đầy đủ nha quý vị anh chị cô chú nhé. Đây, 113 tương đương với 100 m và là làm bằng hợp kim thép không gỉ. Hai con này thì đều là năng lượng mặt trời, chạy bằng năng lượng mặt trời và giống nhau hết. Con này còn số 1, con số 2 là giống nhau quý vị anh chị cô chú nhé. Thì giá em bán mong muốn cho hai sản phẩm này là 800 nghìn một con. Hàng đang ngon quý vị anh chị cô chú nhé. Lại kim dây chạy bình thường, và ban đêm thì nó có cái ánh kim dạ quang có thể thấy được rất là rõ. Đây em đang bật đèn nên là cũng hơi khó nhìn, che tạm lại thì có thể thấy được là cái kim dạ quang của nó. Em đã thử test rồi, rất là rõ ràng, không vấn đề gì cả, máy móc hoạt động hết sức rõ ràng, không vấn đề gì, không bị lỗi. Em sang chuyển sang con số 3 là một con của Citizen khác. Con này thì cũng một cái mặt radio khá là nhỏ, 36 mm. Thì dành cho các anh em tay nhỏ hoặc là các cái em thanh niên hoặc là chị em. Atisa này thì là cái dòng này là dành cho chị em phụ nữ nha anh chị của chú các bạn nha.
Đây thì thông số thông tin liên hệ của em ở đây, ở kênh YouTube và số Zalo, Facebook đấy đều là như vậy. Đây, số Zalo Viettel, cái này thì em dùng 15 năm nay rồi, thế nên là em không 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 update số điện thoại Nhật trên đây. Thì điện thoại Nhật thì em có để ở trên đầu video quý anh chị của chú nhé, vì điện thoại Nhật, số điện thoại Nhật thì mình có thể thay đổi, nhưng số này thì em mang sang đây dùng thì nên cũng không thay đổi được. Đấy thì đây là một em citizen khác và cũng là bên Japan luôn quý vị anh chị cô chú. Con này thì này phía sau nó thì cũng là ghi là còn cái miếng ni lông dán ở phía sau lưng nhân viên anh chị cô chú. Đấy thì thấy được cái vết phồng phồng lên của ni lông em vừa cào qua thì nó phồng lên đấy, thì cũng là made in Japan. Colorizer nhưng cái pin nó có, à em chưa phơi thì em phơi 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 nặng lại xem. Đấy, phía trước này, vì phía trước này nó không ghi là Eco nên em cũng không chưa để ý. Thì em sẽ phơi lại qua cái ánh sáng. Hai cái này thì nó đã chạy lại rồi, con này chắc chắn nó cũng sẽ chạy lại thôi, không vấn đề gì cả. Con này cũng là Eco Driver luôn. Và làm bằng hợp kim thép không gỉ đây. Bay là bằng làm titanium này, cái khung có cái tấm nó là bằng titanium như vậy nhá. Khung là bằng titanium, chống nước cũng 13 luôn và máy cũng là GN 4W S và 12G Eco Driver made in Japan. Đó là không don't open driver này, Eco Driver đấy. Không mở ra cái này hay là em cũng tí nữa sẽ phơi sáng lại một chút thì nó sẽ chạy bình thường thôi, không vấn đề gì hết. Tranh thủ em ra trong lúc quay video em đã phơi luôn, tí nữa vào cho quý vị anh chị chú coi. Đây là một con số 4 nha quý vị anh chị cô chú nhé, sang số 4. Đây là một cái dòng đồng hồ Citizen khác dành cho nữ. Thì con này thì đây thông số phía sau của nó quý vị anh chị cô chú là bằng thép hợp kim thép không gỉ này, water resistant này, chống nước này, made in Japan luôn này. Con này thì pin nó bị hết rồi quý vị nhé, nó không 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 đang trong quá trình không chạy, nó hết pin, quý vị thay pin là chạy. Thì cái mặt dio trong cùng của nó, kết của nó là 32 mm này, ngoài này to thì là ở phía ngoài này to thì nó là 39 mm. Đấy thì cũng dành cho chị em, đây là một cái dòng mà nên chị em làm bằng hợp kim thép không gỉ là chống nước này, khá là đẹp mắt. Này thì đánh cồn qua thì rất là ok, rất là đẹp. Bên ngoài thì làm thép không gỉ nên rất là đẹp, mặt kính thì không có những không có vết xước nha quý vị. Đấy, cái dòng xi răng nó là 1148010. Rồi sang con thứ năm, con này thì em bán 400.000, 400.000 nha quý vị, anh chị cô chú nhé, về Việt Nam nhé. Cái này thì hiện tại ở trên đấu giá thì quý vị có thể tra cái mã này ra, người ta đang đấu giá trên một cái con sản phẩm như này là tầm 4 sen một con, tầm là 700 nghìn một con như thế này, cũng là trong tình trạng pin hết nha quý vị. Quý vị có thể tham khảo trên Yahoo. Và đây là một cái sản phẩm khác khá là đẹp mắt của Cristiano Domani Domani nha quý vị nhé. Con này là pin nó là dùng 10 năm nhưng mà nó hết pin này. Các cái núm ở các khung giờ ở trên này thì có biểu tượng hoàng gia trên 12 giờ và ở các cái xung quanh thì có hộp có kim cương nhân tạo. Cái viên viên gen này thì không xoay được, tuy làm viên viên nhưng không xoay được, khá là lấp lánh và óng ánh. Thì ở góc 3 giờ thì có cái một cái núm lồi lên, có cái gương cầu lồi, có thể thấy được cái ngày lịch, thì lịch ngày đấy. Đấy, quý vị có thể thấy được đấy. Con này thì cũng dành cho nữ vì nó cũng khá bé, hoặc là dành cho các anh em tay nhỏ 36 mm này. Vì dòng này thì khá là đẹp mắt, hợp kim thép không gỉ. Em sẽ xem thông số máy phía sau cho anh chị cùng coi. Phía sau của nó thì có ghi là làm bằng stainless steel thép không gỉ này, water resistant này, và trọng nước 23 tương đương 200 m. Pin của nó là sử dụng 10 năm, con này hết pin rồi. Mã nó là mã máy là CD4070B,
Cristiano Ronaldo ấy. Còn số 5 nha quý vị, anh chị của chú nhé. Số 5 này bạn 500 nghìn. Con này thì con rất là đẹp. Đánh qua một lớp nước vệ sinh, nước lau kính hoặc là cồn hoặc là cái nước chuyên dụng thì nó sẽ rất là long lanh luôn, không lỗi lầm gì nha quý vị nha. Từ đầu đến đuôi đều rất là đẹp, nó hay bộ tựa hoàng gia ở cái quài. Còn 444 là 400 nghìn, 5 là 500 nghìn nha quý vị. 6 thì có được 600 nghìn không? Để chúng ta cùng xem. Con số 6, 6 thì không được 600 nghìn đâu, con 6 này rẻ hơn. 6 là một con Seiko quý vị nhá. Seiko con này thì của Seiko có ghi trên trong này là jewel rồi này. Con này thì cũng là kim thép không gì luôn. Con này đây quý vị, rotary system. Con này máy của nó là 6100 và 8000. Đây 8806879 Japan. Con này bị đi Japan này. Con này là của cái công ty Mitsubishi Beruto. Kawasaki cái xạ của công ty Mitsubishi Bell này. Cái dây dây đeo á. Đây là cái gì đây? 50 năm kỷ niệm. Đấy, của cái công ty Mitsubishi này. Hàng đặt hàng kỷ niệm nha quý vị nhé. Hàng Seiko Japan nhé. Con này thì nó hết pin. Mặt trong thì nó hơi bị bụi bặm một chút. Con này thì về lúc quá trình thay pin, quý vị anh chị lấy cái dụng cụ tắm tiếp cái tắm bông này và đánh thì sạch được, nó rất là ok. Nên bán 300 nghìn. Sáu nha quý vị nhé. Đây con số 7. Con lên đo cái kích thước con số 6 cho viện chị của chú cùng coi. Con 6 này thì nó cũng tầm 36 gì đó. 37 mm quý vị nhá. Mặt tiêu ngoài 37 mm, còn mặt tròn trong thì chắc là 32 31 mm quý vị nhá. Nữ 300 nghìn. Ok. Đây là một cái sản phẩm khác có ba mặt đồng hồ. Con này thì dành cho nam. Ba mặt trong dành ba cái đồng hồ mặt con. Con này cũng là của Japan luôn, gọi là Jaguar này, Jaguar này. Mặt máy là máy automatic, máy cơ automatic nha quý vị nhỉ. Thì em sẽ lên lại cơ, lâu rồi không đeo thì nó sẽ dừng rồi đúng không? Em tự em đeo thử. Thì trong quá trình đưa về thì em chưa thể đeo lên hết và thử nghiệm được hết được. Con này vẫn ba nút vặn thì vẫn vặn bình thường, ok, vấn đề gì cả. Bấm vặn bấm nhảy vịt nhảy kim bình thường nhé. Thép không dị nha, phía sau của nó là made in Japan water resistant này. Stainless steel này, máy của nó là H15W4 nha quý vị nha. Đấy. Japan, trên này thì có ghi là Jawa gì đó. Hãng của nó. Cái này thì lưu hành nội địa. Và đây đây thì mặt này thì khá là hầm hố, khá là dày. Vài viên. Kích thước cái mặt tiêu nó là 340 mm nha quý vị nha. Đấy thì anh sẽ đeo lên tay thử cho nó sẽ chạy vì cái đồng hồ cơ automatic thì có thể là kết hợp lên có tay thì đeo tay hoặc là lên cót bằng tay thì nó sẽ tự động chạy. Đây thì một em, đây là con số 7 nha quý vị nha. Đấy thì con này thì em bán với giá là 800 nghìn. Nó chạy bình thường nha quý vị. Tiếp theo con số 8. Tạo là một con Maso. Maso này là của cái dòng loa Maso nha quý vị. Của cái khủng hãng đó, 39 mm này. Cái này thì quay nó bị rơi một cái chốt này. Cắm lại thì là ok, cái chốt này thì không 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 thiếu. Chốt ở đây. Đây. Đây, nó chốt ở đây. Con này thì kích thước 39 mm gì đó. Đây 39 mm và ở dưới này thì có dual area radio control, có nghĩa là nó sẽ tự động điều chỉnh giờ theo cái sóng tần số radio ở hai cái khu vực khác nhau.
Đây thì thông tin phía sau của máy đây, rất là hâm mộ. Muscle và logo của Hoàng Gia rất là đẹp. Mấy quý vị ở nhìn là thấy rõ. Vì cái này nó màu tối, nó có nền đỏ hơi khó nhìn chút, nên quay ra xa chút. Đấy. Muscle. Con này thì cũng là Japan nha quý vị nhé, made in Japan này. Japan Standard Time này, rất này. Đấy. Khá là đẹp. Máy nó AS11Z Water Resistant 33, nghĩa là chống nước 30 mét nha quý vị. Con này thì hay pin rồi. Bên xung quanh các cái viền, các cái kim, các cái giờ thì đều có cái phản quang để xem giờ vào ban đêm tiện lợi, và các cái đầu kim này đều có phản quang nha quý vị. Vẫn còn hồi nó chạy. Bên này thì có AM và cái thứ ngày tháng ở bên này. Bên này thì có số ngày từ ngày đến 31 đến 31. Con số 8. 8 này thì bạn 500.000. Và cuối cùng là con số 9. Con 9 này thì một con này khá đặc biệt. Con này thì là gửi sẽ Luminous Swiss Made nha quý vị, anh chị cô chú nhé. Đồng hồ Thụy Sĩ series là 3400. Con này thì Night Time. Gì đây, 200 m là chống nước này. Con này US Air Force. Con này làm đặt hàng riêng cho cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Không quân Hoa Kỳ và US Air Force Steel này. Con này nó đang bị hết pin rồi, thì quý vị thay lại pin và để sử dụng, còn máy móc thì không vấn đề gì rồi. Đây, còn viền gen vẫn xoay bình thường. Đầu này có một cái viền như kiểu là cái đèn flash ở trên góc này, xoay theo chiều ngược chiều cái đồng hồ thôi. Đấy. Con này size của nó con số 9 nha quý vị. 9 là con đồng hồ Thụy Sĩ. Con này thì giá em còn chưa cập nhật thì em sẽ cập nhật thêm trong inbox cho quý vị anh chị cô chú, tạm thời không cập nhật lên đây. Mà nó 43 mm nha quý vị anh chị cô chú nhé. Viền trong, viền bên trên ngoài thì 40. Đồng hồ được quay bằng kim loại Swiss Made nha quý vị nha. Con số 9 nha quý vị anh chị cô chú, nó quan tâm con số 9 liên hệ qua tin nhắn Facebook cho em với nhé, Zalo với em nhé. Cuối cùng là con số 10. Con số 10 là một cái con đồng hồ thể thao của Kyoka. Con này thì vẫn nguyên hộp này, có ba quai đi kèm, quai hồng vàng, vàng hồng và pin gold này, và một cái quai xanh, cái quai đen, cũng như sách cho nhân sử dụng, hộp nó đi kèm cho quý vị nhé. Cái đồng hồ nó pin nó dùng 20 ngày luôn, 20 ngày đến 30 ngày gì đó. Con số 10. Con này thì hiện tại giá thị trường là 5 sen khoảng tầm 9 triệu đó, về bán Việt Nam thì khoảng tầm 1 triệu 2, 1 triệu 1. Đối với hàng mỗi con này thì cũng còn gần như mỗi thôi thì bạn 800.000, bạn bao gồm ship. Đấy, thì đây là một cái 10 con đồng hồ em sẽ ship về trong chuyến đầu năm này. Thì quý vị anh chị của chú nào có nhu cầu sản phẩm nào thì liên hệ xem qua cái số điện thoại Zalo Facebook ở đây, và kênh YouTube, cũng như là cái con số các cái đồng hồ trên trên từng con, để có thể lựa chọn những con, báo cho em chọn con nào thì em sẽ đóng hàng gửi về cho quý vị anh chị của chú. Đồng thời đây là cái số hàng mà em đã đóng trước để trước mặt quý vị anh chị của chú. Đó. Đó thì em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong cái video lần sau. Em xin hẹn gặp lại. Chúc quý vị anh chị của chú một năm mới sức khỏe dồi dào.